Người ta có 10 gam được quy về kim loại đồng, sắt và oxy. Tác dụng với axit chlorhydric thu được khí hydro là 0,125 mol. Ngoài ra tôi thực nước từ oxit, chúng ta thu được 250 gam dung dịch gồm có muối đồng, muối sắt 2, muối sắt 3 và chúng ta còn có HCl dư nữa. Gọi A là số mol HCl phản ứng thì ta sẽ có là A cộng thêm 20% của A nữa bằng 1.5. Thì từ đó giải được A bằng 0 bằng 1,25 mol nhưng mà lượng phản ứng là 1,25. Bảo toàn nguyên tố hydro chúng ta sẽ có được oxy đó là 0,5 mol. Lần lượt gọi các số mol là XYZ của các muối, còn HCl dư là 0,25. Cl trừ trong muối sẽ là 1,25 mol. Áp dụng định luật bảo toàn điện tích, chúng ta sẽ có là 2X cộng 2Y và cộng cho 3Z thì bằng 1,25, gọi là phương trình số 1. Cùng hỗn hợp trên, M gam gồm có đồng sắt và oxy, có số mol oxy đã có rồi là 0,5. Cho cộng với axit sulfuric đặc, chúng ta thu được khí SO2. Dung dịch Z. Dung dịch này gồm có các muối. Khi bỏ BaH hai lần vào, ta thu được kết tổ gồm có các hydroxit và bari sulfat. Bạn nung lên, chúng ta thu được 199,45. Thì gồm có CuO, Fe2O3 và bari sulfat. Các bạn bảo toàn qua thì các số mol là X, là Y cộng Z chia 2. Bây giờ chúng ta sẽ tính được cái số mol của H2SO4 tham gia phản ứng bằng công thức là hai lần số mol SO2 và cộng cho số mol của oxy. Thì bạn SO2 đề bài cho là 0,15 thì các bạn sẽ tính được 0,8 axit sulfuric. Bảo toàn nguyên tố lưu huỳnh các bạn sẽ có bari sulfat là 0,65 mol. Chúng ta sẽ có phương trình thứ hai tính là thông qua cái 199,45 gam đó bằng 80x cộng cho 160 y cộng z chia 2. Bạn cộng cho 0,65 nhân cho 233, bạn chuyển vế qua thì trừ đi nhá. Đây là phương trình số 2. Thì bằng cách các bạn sẽ khử bỏ ít y đi để thu được z. Chúng ta lấy 40 lần phương trình 1, bạn trừ đi phương trình 2. 40 lần phương trình 1 nhân cả vế trái vế phải cho 40. Bạn sẽ suy được z bằng 0,05 mol. Thì từ đó chúng ta sẽ tính được nồng độ phần trăm của dung dịch FeCl3 có trong dung dịch. Khối lượng dung dịch đề bài cho rồi là 250 gram. Bạn chọn đáp án 3,25%, nghĩa là đáp án A.